A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta niệm Phật. Recording in progress. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bồ Tát Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, chào đại chúng. Dạ, kính chào cô ạ. Hôm trước thì chúng ta đã trình bày đến phần này, thế thì kinh Di Ma còn ngầm ý là phản kháng chủ nghĩa xuất gia, thì chúng ta sẽ trình bày tới cái phần này. Thế thì quý vị biết là cái kinh này ấy, thì nhân vật chính của kinh này chính là Ngài Di Ma, thì Ngài là hiện thân của một vị cư sĩ, theo như trong kinh điển bảo là Ngài là một vị cổ Phật. Cư sĩ này là một vị cổ Phật, và như vậy thì vị này với một cái hình thức là cư sĩ, cho nên trong cái kinh này có ngầm ý là phản kháng chủ nghĩa xuất gia. Mình nói ngầm ý có nghĩa là đây là, bởi vì đây là cái phần văn học đang nói về cái tính ẩn dụ, cho nên chúng ta sử dụng chữ ngầm ý, phản kháng cái chủ nghĩa xuất gia. Bởi vì đạo Phật nguyên thủy thì chủ trương rằng sự chứng đắc chân lý phải từ bỏ thế tục, sống đơn thân độc ảnh, tích cực tu tập thiền định mới chứng đạt được chân lý. Còn người cư sĩ thì chúng ta sẽ ít có cái khả năng chứng đạt chân lý, bởi vì hệ lụy của vợ con, tài sản, dục lạc, cho nên là cái vai trò của người cư sĩ chỉ là hộ pháp thôi. Cho nên chúng ta thấy là trong kinh điển nguyên thủy thì giới hạn cái tu tập của người cư sĩ ở cái mức độ là thọ bát quan trai, giữ tám giới. Và như vậy là còn cái mà xuất gia tu tập hành thiền thì chỉ dành cho đệ tử xuất gia. Nhưng mà kỳ thực thì dù chúng ta là mang cái hình thức nào, là cư sĩ hay là người xuất gia, thì thiền định vẫn là cái cốt lõi của cái vấn đề tu tập. Người tu về bất cứ hình thức nào cũng chú trọng vấn đề thiền định, và khi tu tập thì chúng ta cũng tu phước và huệ song tu, chứ không phải là chúng ta chỉ là tu phước thôi. Cho nên là ở đây chúng ta thấy là Đức Phật nhiều lần xác định người cư sĩ tại gia nếu đoạn trừ được lậu hoặc vẫn có thể được giác ngộ giải thoát, cũng có thể chứng đắc được quả vị, chứ không phải là chỉ có người xuất gia mới chứng đắc quả vị. Cho nên trong cái kinh này đã ca ngợi cho chúng ta thấy là cái đời sống của người cư sĩ cũng có thể được chứng đắc, cũng có thể được giác ngộ, được giải thoát, chứ không phải chỉ dành riêng cái quả vị giải thoát, chỉ dành riêng cho người xuất gia mới được. Cho nên ở đây là chúng ta thấy là như vậy. Cho nên là khi mà kinh Di Ma triển khai những cái tư tưởng bất khả tư nghì giải thoát á, đã tạo cho một cái luồng sinh khí mới cho đạo Phật, và như vậy làm thỏa mãn cái nhu cầu tri thức của những người học Phật. Dù là đời sống thế tục nhưng mà chúng ta cũng có thể tu tập được giác ngộ, được giải thoát. Và như vậy thì dựa trên cái cơ sở này, dựa trên cái tinh thần này mà mới sau này Đại Thừa mới phát triển cái tư tưởng Bồ Tát Đạo là Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, như do như cầu thố giác. Thì như vậy là Phật Pháp ở tại trong thế gian, chứ nếu mà Phật Pháp mà nghĩa là không có Phật Pháp, không có lìa xa được thế gian, và nếu mà lìa xa thế gian mà tìm cái bồ đề thì như là tìm lông rùa sừng thỏ vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái tu tập giải thoát cũng không ra ngoài khỏi cái thế gian này. Chúng ta từ trong cái cuộc sống đời thường chúng ta tu tập và chúng ta giác ngộ, chúng ta nhận thức được Phật Pháp có một cái mầu nhiệm, chúng ta nhận thức được Phật Pháp có những điều bất khả tư nghị. Chứ còn bằng không thì chúng ta rời khỏi cái thế gian thì mà chúng ta tìm được cái tìm Phật Pháp chắc cũng là khó. Bởi vì ngay trong cuộc sống đời thường chúng ta tu tập, thế gian này là chính là cái trường để tôi luyện, để thử thách, để đào tạo, để đúc nắng thành một con người có cái tu dưỡng tốt, có cái trình độ tốt, rồi học Phật tốt,
từ đó chúng ta mới trải nghiệm trong cuộc sống tu tập của mình. Và như vậy mình mới thành tựu được. Chứ còn nếu mà trường hợp chúng ta rời xa cái thế gian này mà chúng ta tìm cái Phật Pháp, tìm cái sự giải thoát, thì chúng ta cũng không biết thoát từ cái chỗ nào nữa và ra từ đâu nữa. Ví dụ rõ ràng là từ trong cuộc đời, trong cuộc sống đầy những cái mà cám dỗ, trong cuộc sống đầy những cái mà khổ đau phiền não, chúng ta thoát ra khỏi từ cái cuộc sống đó, chúng ta mới tìm ra được cái cảm giác an lạc, cái cảm giác giải thoát được, không bị ràng buộc, thì thấy cái giải thoát không có là cái ý nghĩa của sự giải thoát. Cũng giống như người bị bệnh lâu ngày, bây giờ trị được hết bệnh thì mới cảm thấy là hạnh phúc, và cảm thấy là có sức khỏe là tốt, và cảm thấy là thời gian qua là mình bị ràng buộc trong cái đau bệnh rồi, rồi tất cả những cái mà phiền phức từ cái đau bệnh này nó ra. Thế khi mà mình trị được bệnh rồi thì mình sẽ thấy được cuộc sống của một người không có bệnh an lạc đến chừng nào, giải thoát biết chừng nào và vui vẻ biết chừng nào. Thì như vậy, ngay trong cuộc sống chúng ta tu tập, chúng ta chứng ngộ, chúng ta giác ngộ, chúng ta hiểu được cái cuộc sống và chúng ta giải thoát ra, nó mới có ý nghĩa của sự giải thoát thực sự. Và như vậy cho nên trong kinh Duyên Ma, dựa trên cơ sở này mà phản kháng chủ nghĩa xuất gia, không cần từ bỏ thế tục mà vẫn thực hiện được tâm linh giải thoát. Và như vậy thì những cái khát vọng mà giải thoát của những người cư sĩ được kinh điển ghi lực rất rõ ràng. Điển hình là cái trường hợp ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc trước khi qua đời cũng giải thoát được qua bài kệ thuyết pháp vô ngã tính, và ông thỉnh cầu Đức Phật là hãy cho hàng cư sĩ có cơ hội tu tập con đường giải thoát, chứ đừng dừng lại ở con đường tu tập bát quan trai rồi chỉ giải thoát chứng ngộ ở cõi quả vị, ở cõi trời. Và như vậy thì đây là cái sự khao khát được giải thoát, được chứng quả vị của những vị cư sĩ, trong đó có nữ cư sĩ là Visakha thì cũng vậy. Trong đời sống tu tập của mình, bà giác ngộ được cái pháp môn tu tập trong bát quan trai, và như vậy cho nên là chứng ngộ được quả vị. Thế thì đặc điểm nổi bật ở trong kinh Duy Ma là tạo nên một cái cuộc sống mới, một cái đường hướng tu tập mới, một sinh khí mới, để làm cho cái cân bằng cái con đường tâm linh và con đường xã hội, và mặt khác thực tế hóa, đại chúng hóa con đường giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Thế thì phần đây là cái phần mà nói về cái ẩn dụ ở trong kinh Duy Ma. Như vậy chúng ta quay trở lại ôn lại một chút xíu những cái đặc tính ẩn dụ trong kinh Duy Ma, gồm có nói Phật tính bình đẳng. Phật tính bình đẳng là tính ẩn dụ trong kinh Duy Ma, nói về tính bình đẳng của đạo Phật. Và cái thứ hai là tâm tịnh Phật độ tịnh, chủ yếu để chúng ta thấy được rằng khi mà tâm mình thanh tịnh thì dù cho cái môi trường xã hội thế nào cũng không làm ảnh hưởng được, hay là tâm mình thanh tịnh thì mình sẽ cảm ứng được, mình sống một cuộc sống an lạc thanh tịnh ngay trong cuộc sống đời thường của mình. Cái nữa là bất khả tư nghị, tiếp theo là tư tưởng bất nhị ở trong kinh Duy Ma. Đây một tính ẩn dụ trong đó để nói cho chúng ta thấy là thiện ác không hai, chân giả không hai, vân vân. Và cái nữa là phản kháng những chủ nghĩa xuất gia, để mà thấy đời sống cư sĩ tại gia vẫn có thể làm cho con người ta giác ngộ và giải thoát, chứng quả vị. Tiếp theo là chúng ta thấy thể loại kể chuyện trong kinh Duy Ma. Và như vậy thì là toàn bộ kinh Duy Ma chúng ta biết được đây là một cái câu chuyện dài, một câu chuyện dài hay còn gọi là câu chuyện dài nhiều tập đó quý vị. Thế thì mười mấy phẩm trong kinh Duy Ma đều là những cái tình tiết của câu chuyện, hoặc là những cái bối cảnh được xảy ra trong cái kinh này. Thì đây là một cái thể loại kể chuyện rất đặc biệt ở trong kinh Duy Ma. Và chúng ta thấy là kinh Duy Ma đã lấy bối cảnh thuyết pháp tại rừng Amla Vệ thành Tỳ Gia Ly, nơi mà Đức Phật thuyết pháp cho pháp hội với nhiều thanh văn Bồ Tát chư thiên tham dự. Và như vậy trong đó có đồng tử Bảo Tích cùng 500 đồng tử thuộc dòng Tỳ Ly Thiết Tỳ đến dự pháp hội và tán thán Phật. Sau đó Phật giải thích thế nào là sự thanh tịnh của Phật độ và sự thanh tịnh tâm của một vị Bồ Tát. Cuối cùng thì Đức Phật xua tan cái hoài nghi của Xá Lợi Phất và những vị khác
nói lý do vì sao thế giới này không thanh tịnh mặc dù Phật xuất hiện, và sau đó thì ngài thi triển thần thông để pháp hội có thể chứng kiến được điều này. Và như vậy thì khi mà quý vị biết là kinh Di Ma là một câu chuyện dài, có nhiều cái tình tiết ở trong cái câu chuyện, và như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy câu chuyện được bắt đầu từ cái từ khi mà Đức Phật bắt đầu thuyết cái thời pháp, mà trong pháp hội có Tinh Văn Bồ Tát và chư thiên tham dự rất là đông, hầu như trong suốt mười mấy phẩm đó đều nói ra đều là những câu chuyện, mỗi một phẩm là một câu chuyện, để chúng ta thấy được rằng diễn tiến của câu chuyện nó sẽ làm cho nhiều người thích thú và chú ý. Thế thì khi mà cái pháp hội được diễn ra như vậy thì quang cảnh lại được chuyển đến nhà của cư sĩ Di Ma. Khi đấy thì ông đang thị hiện cái thân mang trọng bệnh và nhiều người đến thăm ông. Ông suy nghĩ sao Đức Phật không cho ai đến thăm mình. Thế là Đức Phật biết được cái tâm ý của vị cư sĩ này nên lần lượt bảo thập đại đệ tử đến nhà để mà thăm bệnh ngài Di Ma Cật. Thế thì Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Phú Lô Na, Ca Chiên Viên, A Na Lực, U Ba Li, La Hầu La và A Nan. Thế nhưng mà các vị ấy đều từ chối, không đi đến để mà thăm ngài Di Ma Cật được, với lý do là không đủ khả năng để đối đầu tài biện luận của vị cư sĩ này. Và như vậy cũng vậy, bốn vị Bồ Tát như Di Lặc nè, Quan Nghiêm, Trì Thế, Tô Đạt Đa đều từ chối không đi thăm. Và như vậy thì bởi vì 10 vị đại đệ tử của Đức Phật đã từng có những lúc đối diện với ngài cư sĩ Di Ma Cật, nhưng mà bị ngài Di Ma Cật vấn nạn thì không có thể nào trả lời được. Chờ nhớ là có một cái đoạn ngài A Nan, khi mà Đức Thế Tôn đau thì A Nan đến để đi vào thành để mà khất thực sớm và dự định là sẽ khất thực sửa về cúng dường Đức Thế Tôn. Thế thì Di Ma Cật gặp được và hỏi là ông vì sao hôm nay đi tôn giả vì sao hôm nay đi khất thực sớm vậy? Và ngài A Nan bảo là vì Đức Như Lai đã bệnh rồi cho nên tôi đi khất thực sửa để về cúng dường ngài. Thế thì ngài Di Ma Cật rầy cho là ông hãy đi về đi. Đừng có nói Đức Như Lai bệnh, Đức Như Lai là pháp thân thanh tịnh, ngài không thể nào có đau bệnh của thế gian được, gì đó, rầy cho mồ chập. Và bảo là nếu mà ông ở đây và ông ai hỏi ông nói là Đức Như Lai bị bệnh như vậy thì người ta sẽ xem thường Đức Giáo Chủ của chúng ta. Và như vậy cho nên là lý luận rất là nhiều, thì không đồng ý với cái quan điểm của ngài A Nan là Đức Thế Tôn có bệnh. Và như vậy cho nên là ngài A Nan rất sợ khi mà gặp ngài Di Ma Cật, nói nữa thì không biết đường mà để đối đáp. Vì vậy cho nên là ngại, không dám đến. Và những vị tôn giả khác cũng vậy, cho nên từ chối, không đến. Và cái câu chuyện nó diễn tiếp ra thì cuối cùng thì thấy người nào cũng từ chối hết, và Bồ Tát Vân Thù Sư Lợi mới bảo là thôi thì bây giờ để ngài đại diện Đức Phật để mà đến thăm bệnh ngài Di Ma Cật. Và như vậy thì cái bối cảnh của câu chuyện lại được chuyển đến nhà ông Di Ma Cật, một căn phòng nhỏ bé nhưng mà có thể dung nạp được nhiều người đến viếng thăm, và nơi đây cuộc đàm thoại giữa Vân Thù Sư Lợi và ngài Di Ma Cật bắt đầu. Và như vậy câu chuyện tiếp diễn ra thì quý vị thấy là kể lại, mình đọc cái kinh Di Ma Cật á, mình cảm giác giống như là đọc một câu chuyện vậy đó, được một câu chuyện và tình tiết trong câu chuyện nó rất là hấp dẫn, và nó cái bối cảnh được thay đổi liên tục cho chúng ta thấy. Rồi rất nhiều Bồ Tát, trời người và vô số chúng sanh nghe cái cuộc đàm thoại vô song giữa hai người này, thì là mà hai vị này đều được mệnh danh là coi như là trí tuệ đệ nhất, cho nên là các vị đến để mà nghe. Và như vậy thì trong cái đương nhiên là giữa hai vị giỏi như vậy gặp nhau bàn luận về Phật pháp như vậy thì thế nào cũng có những cái cuộc mà gọi là những cái bài pháp rất có cái giá trị, cho nên là các vị đã đến và nghe. Thì trong cái đề tài mà các vị này bàn thì tánh không nè, hiển thân vô thường, Phật quốc tịnh độ, bất nhị pháp môn, vân vân. Thế thì ngay đây nói về khi mà đến thì ngài Xá Lợi Phất suy nghĩ là một cái pháp hội lớn như vậy, làm sao mà
có chỗ để ngồi trong căn nhà nhỏ này. À, và như vậy thì ngài Duy Ma Cật biết được cái ý của ngài Xá Lợi Phất, cho nên khuyên ngài Xá Lợi Phất là không nên tìm chỗ ngồi mà phát tâm cầu pháp. Thì sau này tới cái phần mà nói về những cái cuộc đối thoại thì chúng ta sẽ nhắc lại cái phần này. À, thế thì bảo là không nên tìm chỗ ngồi, bởi vì ông đến đây là vì việc chỗ ngồi hay là vì pháp. À, và sau đó thì ông ta giải thích ý nghĩa của việc cầu pháp. Rồi pháp hội trên tòa sư tử to lớn như vậy được Như Lai Tu Di Đăng Vương ở cõi Tu Di tướng gửi đến. Ở đây là một cái chuyện kể rất là hấp dẫn, cho chúng ta thấy là trong một căn nhà nhỏ như vậy thì chỉ có một giường thôi, như hôm xưa nói chỉ có một cái giường và một người bệnh nằm trên đó. À, thế thì các vị đến để thăm hỏi theo như mà bình thường một cái thói thường là chúng ta ông bệnh gì, bây giờ khỏe chưa, vân vân. Rồi thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nhà thì như hôm trước trò trình bày ấy, là Di Ma Cật biết được rằng mọi người đến nhà mình, cho nên đã biến tất cả những hiện hữu, những cái gì hiện hữu trong phòng, đồ đạc rồi nội thất gì đó, rồi tất cả thiên nữ đều được chuyển đi, có nghĩa là vào trong phòng thì chỉ có là cái phòng trống. Và như vậy thì là ngài Xá Lợi Phất đương nhiên là nhìn thấy chợ nhà thì không có ghế ngồi thì mình ngồi ở đâu, cho nên thắc mắc. Và những cái tình tiết câu chuyện diễn ra cho chúng ta thấy rất là cái bối cảnh ngay trong nhà của ông cư sĩ Di Ma Cật làm cho chúng ta thấy là rất là đặc biệt. Thế nhưng mà khi đấy thì mặc dù là ngài Di Ma Cật hỏi là ông đến đây vì pháp hay là vì cái chỗ ngồi, thì ngài dĩ nhiên là ngài Xá Lợi Phất bảo tôi đến là vì pháp. Thế nhưng mà ngài Di Ma Cật vẫn là hiện thần biến, có nghĩa là thi triển thần thông để cho Phật Tu Di Đăng Vương gửi đến tất cả những ghế ngồi, có nghĩa là những cái tòa ghế sư tử, mà trong căn phòng nhỏ 3000 cái ghế sư tử như vậy mà vẫn chứa được. Thì quý vị thấy là đây là một cái ý như hôm trước nói, một là tất cả là một đó, trong một cái phạm vi nhỏ thì nhỏ tự mãi mãi, nói có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không là như vậy đó. Có nghĩa là có khi mà nói nhỏ thì nhỏ như là cái hạt cải, hạt mè, nhưng mà nói lớn thì cả xum la vạn tượng đều có thể hiển hiện ra trong đấy. Thì ở đây chính là cái một là tất cả là một mà hôm trước chúng ta trình bày. Thế thì cuộc đàm, coi như là cuộc mà luận đàm của Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát và ngài Di Ma Cật về những quan điểm dành riêng cho Bồ Tát được đề cập đến. Ví dụ như là ngài Di Ma Cật giải thích về trường hợp nghịch lý của Bồ Tát, một mặt xem chúng sanh không thật hiện hữu, nhưng mặt khác vẫn phát triển lòng đại bi dành cho chúng sanh. Sau đó thì một vị thiên nữ xuất hiện và bắt đầu cuộc đàm, coi như là cuộc mập nói chuyện nghịch lý với ngài Xá Lợi Phất, và nội dung nhấn mạnh về bản chất ưu việt của đại thừa. Để sau đó thì thiên nữ, chút nữa chúng ta sẽ có một cái đoạn này để nói về những cái câu chuyện và những cái chuyện mà vấn đáp giữa ngài Xá Lợi Phất và thiên nữ, chúng ta sẽ thấy có những cái rất là đặc biệt. Thế thì thiên nữ thi triển thần thông hoán đổi hình tướng của mình với ngài Xá Lợi Phất. Khi ấy thì ngài Xá Lợi Phất bảo là thiên nữ tại sao không đổi cái thân người nữ đi, mang chi cái thân người nữ như vậy. Sau này chúng ta sẽ vào cái phần mà gọi là đối thoại trong cái kinh Duy Ma này, chúng ta sẽ nhắc lại. Khi đó thì thiên nữ thi triển thần thông quán đổi giữa thân mình, có nghĩa là đổi làm sao để ngài Xá Lợi Phất là thiên nữ và bản thân thiên nữ chính là ngài Xá Lợi Phất. Nữ lại hỏi chứ ngài có thể đổi lại thân người nữ này được không? Và ngài Xá Lợi Phất bảo là tôi không biết tại sao mà hiện giờ tôi lại mang cái thân thiên nữ như thế này nữa. Điều này rất là đặc biệt trong kinh Duy Ma. Thế thì khi mà thiên nữ thi triển những cái thần thông, những cái thần thông như vậy thì ngài Di Ma Cật mới cho mọi người biết, cho đại chúng biết rằng thiên nữ này trước đây đã phụng sự nhiều vị Phật, nên giờ đây đạt được những năng lực siêu nhiên và thi triển thần thông một cách ung dung tự tại. Có nghĩa là thiên nữ này cũng không phải là dạng thiên nữ tầm thường, và đã từng tu tập, đã từng coi thị giả, đã từng cúng dường bao nhiêu vị Phật rồi. Và bây giờ bản thân nàng thiên nữ này có đầy đủ những năng lực thần thông.
Và điều này là do Ngài Dima Cực cho đại chúng biết như vậy. Rồi lại thêm cuộc nói chuyện giữa Ngài Văn Thù Sư Lợi và Ngài Dima Cực nói về dạng thế nào là Phật Đạo. Và như vậy thì là dù là Ngài cư sĩ không đi chơi trực tiếp đi trên con đường này, nhưng mà đã giảng thế nào là chủng tánh của Như Lai. Và lúc bấy giờ thì là cư sĩ Dima Cực bảo là vô sở tùng lai, vị vô sở khứ cố danh Như Lai. Có nghĩa là Như Lai là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, như vậy gọi là Như Lai. Cho nên là lúc bấy giờ cư sĩ Dima Cực nói về cái chủng tánh của Như Lai để cho mọi người lúc đó đại chúng sẽ hiểu và tu tập. Rồi sau đó thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta thấy là liên tiếp được diễn ra, và những cái tình tiết trong câu chuyện làm cho cái kinh Dima Cực như là một cái quyển truyện, và nó thay đổi liên tục, và đối tượng cũng thay đổi. Khi thì Văn Thù Sư Lợi nói với Dima Cực, khi thì Xá Lợi Phất nói với Thiên Nữ, tất cả những cái tình tiết luôn thay đổi. Và đây chính là cái màu sắc văn học nằm ở trong kinh điển này, để cho chúng ta thấy là câu chuyện được diễn ra nó thay đổi mà bối cảnh, nó thay đổi đối tượng, và nó thay đổi những cái tình tiết trong câu chuyện, cũng như thay đổi những cái mà gọi là cái chủ đề được trình bày ở trong cái kinh Dima này. Cho nên là chúng ta thấy là nó càng lúc nó càng làm cho cái tình tiết nó lên tới lúc cao trào, để cho mọi người cảm thấy là rất là thu hút mình, để cho mình theo dõi. Và như vậy là theo lời yêu cầu của Ngài Dima Cực thì 31 vị Bồ Tát trình bày về quan điểm của mình về pháp môn bất nhị. Và khi Ngài Văn Thù Sư Lợi trình bày quan điểm của mình về bất nhị pháp môn như thế nào, và cũng ngược lại yêu cầu Dima Cực trình bày cái kiến giải của mình về cái pháp môn bất nhị, thì lúc bấy giờ cư sĩ Dima Cực lại nín thinh không trả lời. Và cái nín thinh không trả lời này không phải là không biết, như hôm trước nói, cái nín thinh của Ngài không phải là không biết, nhưng mà đây là một cái cảnh giới mà đỉnh cao của cái lý giải về pháp môn bất nhị. Bất nhị như hôm xưa nói là chân giả nè, thiện ác nè, rồi dơ sạch nè, cấu tịnh á, thì tất cả những cái này là nói như là gì? Nói là trong dơ có sạch, trong sạch có dơ, hay là dơ và sạch không có, không phải là hai, mà cũng không phải là một, như là sống và nước như hôm trước trình bày cho quý vị. Tất cả những cái tư tưởng pháp cái bất nhị này nói là cái không hai, chân cũng như giả, giả cũng như chân. Và chân không phải là giả, mà giả cũng không phải là chân. Như vậy gọi là chân giả không hai, thiện ác không hai, phiền não và bồ đề không hai. Thì chúng ta gọi là pháp môn bất nhị. Và lý giải cái pháp môn bất nhị này chính là cái mà không phải một cũng không phải hai. Thì giống như một cái ví dụ hôm trước là chúng ta thấy sóng và nước. Sóng không phải là nước biển, nhưng không thể rời nước biển mà có sóng được. Như vậy là sóng không phải là nước biển, nhưng cũng không rời nước biển mà có được. Như vậy cũng có nghĩa là sóng và nước biển không phải hai, cũng không phải một. Mà như vậy thì nói về pháp môn bất nhị này chúng ta cũng thấy là như vậy. Thế thì nhưng mà Văn Thù Bồ Tát sau khi trình bày về cái quan điểm của mình thì Ngài Dima Cực lại yêu cầu Ngài Dima Cực nói về quan điểm đấy, thì Ngài lại lặng thinh, nói nín, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên đó. Có nghĩa là nói chỉ có thể là trình bày được cái quan điểm bất nhị pháp môn ở phạm trù ngôn ngữ, ở phạm trù ngôn ngữ thôi. Khi mà rời khỏi ngôn ngữ thì chính là cái mà làm sao để diễn tả. Và cái yên lặng này là cái yên lặng của là đỉnh cao của cái sự lý giải về bất nhị pháp môn. Nói và nín cũng không hai, phải không nè? Nói cũng là do gì? Hiểu để trình bày. Nhưng mà cái nín đó chính là cái hiểu mà không cần phải trình bày, bởi vì khi mà mọi người đã đạt đến một cái trình độ như vậy thì không cần phải trình bày, mọi người đều hiểu, và đây là cái mà cảnh giới cao. Cho nên là khi mà Đức Phật cầm cành hoa mai lên mà mỉm cười thì mọi người nhìn nhưng không ai hiểu được, chỉ có Ngài Ca Diếp là hiểu được vì sao Đức Phật cầm cành hoa mai, là gọi là niêm hoa thị tiếu đó quý vị. Như vậy thì rõ ràng là
Mặc dù ngay lúc bấy giờ Đức Phật không nói gì hết, nhưng mà tại sao Ngài Ca Diếp lại hiểu được cái ý chỉ của Đức Phật? Và đây chính là cái nín mà gọi là mặt mặt vô ngôn, thắng quá thiên ngôn vạn ngữ đó. Cho nên là không cần phải giải thích, mà hầu như là đã nói rất rõ về cái bất nhị này rồi. Cho nên chúng ta thấy, rồi ngày Xá Lợi Phất đến giờ ăn, cái nghĩa là nghĩ đến giờ ăn rồi, có nghĩa là khi mà đến thăm bệnh, rồi trong quá trình mà bàn luận về Phật Pháp như vậy thì đến giờ ngọ rồi, đến giờ ngọ trưa rồi thì ngày Xá Lợi Phất suy nghĩ là đến giờ ăn và thức ăn cho những vị ngồi ở đây đông như vậy, làm sao mà có thể là cung cấp đủ thức ăn cho các vị này. Thế thì ngày Xá Lợi Phất của chúng ta thì hơi lo xa, phải không nào? Thấy là nãy giờ thì không thấy người nào nấu nướng hết, mà bây giờ thì giờ độ ngọ sắp tới rồi, và thế là ngày ông cư sĩ Dư Ma Cập biết được điều này, cho nên hiện thần thông cho đại chúng thấy được cảnh ẩm thực ở Phật, ở cảnh ẩm thực ở cái cõi Phật nhất thiết diệu hương. Và như vậy thì là ngài Duy Ma Cực dùng khai thần lực của mình tạo ra một vị Bồ Tát, tạo ra một vị Bồ Tát, quý vị để ý ha. Và như vậy thì vị này trang nghiêm, tạo ra vị Bồ Tát này có rất là coi như là tướng mạo trang nghiêm, và bảo vị này đến cõi Phật nhất thiết dự hương để mà khất thực. Khi mà vị Bồ Tát này đi đến đó khất thực xong rồi quay trở về bát đầy thức ăn, và có 90.000 vị Bồ Tát hộ tống đi theo để đến cõi Ta Bà chúng ta, và cúng dường chư vị tôn giả đang ngồi ở nhà của cư sĩ Duy Ma Cật để mà dùng trưa. Và như vậy là ngay chỗ này ngài Duy Ma Cật cũng trao đổi với các vị Bồ Tát là cõi mà nhất thiết diệu hương, Đức Phật, nghĩa là so sánh cái cõi mà Phật tối thượng hương đài và cõi Phật Thích Ca Mâu Ni có gì khác biệt. Như vậy lại một câu chuyện khác, chúng ta thấy là từ câu chuyện tiếp nối câu chuyện, tình tiết thay đổi và liên tục như vậy. Rồi sau khi mà độ ngọ xong rồi thì cái câu chuyện lại quay trở về cái khu rừng Am La Vệ, nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thuyết pháp. Và như vậy thì cái từ trong cái pháp hội, tất cả những vị mà tôn giả đến nhà cư sĩ Duy Ma Cật thăm bệnh đó quay trở về, và ngay trước mặt Đức Thế Tôn, thì sau khi mà hỏi Duy Ma Cật, thăm hỏi Duy Ma Cật xong rồi ấy, thì ngài tôn giả A Nan cũng chứng kiến cái lúc mà ở nhà tôn giả Duy Ma Cật như thế nào thế nào. Thì lúc bấy giờ tôn giả A Nan bạch với Phật rằng thức ăn tại nhà của Duy Ma Cật có cùng hiệu quả như hiệu quả của Phật hay không, có nghĩa là so sánh giữa cõi Phật tối thượng hương đài và Phật Thích Ca, thức ăn ở đó có giống như là ở cảnh giới của Phật Thích Ca hay không. Và Phật đã đồng ý thuyết bài pháp gọi là ngộ nhất thiết Phật pháp pháp môn. Lúc bấy giờ Đức Phật giải thích về những điểm giống nhau và khác nhau giữa Phật độ, tính bình đẳng và bất khả tư nghị của Phật, rồi tính chất siêu việt của Bồ Tát so với hàng thinh văn. Khi mà được ngài A Nan bạch hỏi và Đức Phật giảng về những cái mà gọi là điểm đồng và dị biệt của Phật độ, tính bình đẳng, bất khả tư nghị của Phật, và đây là cái mà chúng ta thấy là Đức Phật trả lời cho tôn giả A Nan cũng có nghĩa là trả lời cho hội chúng lúc bấy giờ nghe và hiểu được tính đồng và dị biệt của cõi Phật độ. Cho nên là khi đầu tiên thì chúng ta đã được giải thích rồi, là khi đó thì Đức Phật giải thích, Đức Phật bảo cho mọi người là vì sao cõi Phật này có những cái hầm hố rồi bất tịnh, trong khi đó Phật hiện thân ra nơi đời. Và như vậy thì chúng ta thấy là các kinh điển khác, Đức Phật thọ ký cho vị Phật này trong tương lai thành Phật, rồi cảnh Phật đó thì có thất bảo làm coi như là được trang trí bằng thất bảo, rồi cảnh Phật tịnh độ trang nghiêm. Thế nhưng mà cõi Phật Thích Ca của chúng ta thì lại là trong cõi Ta Bà đầy những cái ngũ trược ác thế. Thế thì có phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không đủ phước báo hay không? Có nhiều người lý giải như vậy, không đủ phước báo hay không cho nên sanh ra ở một cái quốc độ, sanh ra ở quốc độ mà ngũ trược ác thế như thế này. Đức Phật bảo là do vì lòng từ bi mà ngài thị hiện ra trong cái cõi ác trược, ngũ trược ác thế này, để mà dẫn dắt mọi người tu tập và ra khỏi cái
cái tiết kiếp ngũ trược này để chúng ta tu tập và được giác ngộ giải thoát. Và Ngài khẳng định rằng ngay trong cuộc sống nhân gian, ngay trong cuộc sống đời thường này, nếu chúng ta giác ngộ thì chúng ta ngay đó chính là tâm tịnh Phật độ tịnh, chứ không phải là bên ngoài thanh tịnh tâm ta mới thanh tịnh, mà từ trong tâm ta thanh tịnh thì cảnh giới dù chúng ta có sống như thế nào trong cảnh giới ngũ trược ác thế như thế nào, nhưng nếu chúng ta tu tập, chúng ta thanh tịnh thì chúng ta sẽ cảm ứng được cái bối cái ngoại cảnh bên ngoài. Và như vậy thì là sau đó Đức Phật giải thích cho Ngài Tôn giả A Nan biết về cái tính bình đẳng và bất khả thương nghị của Phật, rồi tính siêu việt của các vị Bồ Tát so với hàng thinh văn, có nghĩa là cái sự ưu việt của chư Bồ Tát so với hàng thinh văn, bởi vì hàng thinh văn còn bị hạn chế. Còn nếu mà tu tập Bồ Tát hạnh thì cái phạm vi độ sanh sẽ được rộng rãi hơn. Bây giờ nói năm nay là hành thinh văn, thí dụ như chúng ta tu tập với một cái hình thức tỳ kheo ni thì cái phạm vi của chúng ta cũng sẽ bị hạn chế, phạm vi độ sanh của chúng ta cũng hạn chế. Còn nếu mà với một cái hình thức của một vị Bồ Tát cư sĩ thì chúng ta sẽ song pha rồi hòa nhập vào trong cộng đồng dễ hơn, và có thể là cái mức độ mà cảm hóa, mức độ mà chuyển hóa của mình và người cũng nhiều hơn, rộng hơn. Và như vậy cho nên là ngay đây Đức Phật giải thích cho Ngài A Nan thấy được là cái sự tu tập của Bồ Tát nó có những cái tính chất ưu việt hơn của thinh văn. Và như vậy là theo lời của các vị Bồ Tát yêu cầu thì Đức Phật là giảng thêm về pháp môn tận, vô ngại giải thoát pháp. Và khi mà nghe xong cái thời pháp này thì các vị đều rất là hoan hỷ và trở về cái quốc độ của mình. Quốc độ của mình đây là những vị Bồ Tát mà ở cõi Phật mà nhất thiết diệu hương á, tới cạnh cõi Ta Bà này và được cúng dường thức ăn cho các vị tôn giả ở nhà của cư sĩ Di Ma Cật. Sau đó thì là các vị quay nghe xong thời pháp, được so sánh giữa cõi hai cõi Phật, rồi so sánh với công hạnh của Bồ Tát và thời thinh văn. Sau đó các vị trở về bổn độ của mình. Và ở đây chúng ta lại thấy là sẽ có một cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Ngài Di Ma Cật. Thế thì Đức Phật hỏi là Quán Như Lai như thế nào? Và như vậy thì Ngài Di Ma Cật đã trả lời cách Quán Như Lai là Quán Thân Như Lai. Rồi Xá Lợi Phất trao đổi vài lời với Di Ma Cật, và sau đó thì Phật cho Xá Lợi Phất biết rằng Di Ma Cật đến từ cõi diệu hỷ của Phật bất động. Có nghĩa là đây chúng ta khẳng định là Ngài Di Ma Cật tuy rằng hiện thân một vị cư sĩ, nhưng mà đó là một vị cổ Phật đến từ cõi diệu hỷ của Phật bất động. Cho nên là cũng giống như là trong kinh Địa Tạng mà nói là có một vị gọi là vị mà tự nhiên nhất thời lại quên cái vị đó là vị ngạo quỷ, vị quỷ vương ở trong cõi cõi địa ngục. Khi mà thánh nữ Bà La Môn đến đi tìm mẹ đó, thì cuối cùng cái phẩm đó thì bảo là vị đó không phải là quỷ vương hiện thân, là quỷ vương chứ thì thời không phải là quỷ vương. Và như vậy thì đó là vị đó là Bồ Tát hiện thân để mà độ chúng sanh ở cõi âm. Và như vậy thì ở đây chúng ta lại thấy là mặc dù Đức Phật nói cho mọi người, cho đại chúng biết rằng Ngài Di Ma Cật tuy hiện thân là một vị cư sĩ, nhưng mà ở đây ông ta đã từ cõi diệu hỷ của Phật bất động mà đến, cho nên là trong kinh, các kinh có chỗ nói rằng Ngài Di Ma Cật là cổ Phật là như vậy. Rồi khi mà biết mọi người đều muốn được nhìn thấy cái cõi Phật diệu hỷ đó, thì là Đức Phật Thích Ca mới yêu cầu cư sĩ Di Ma Cật thi triển cho họ thấy, nhìn thấy được cái cõi Phật diệu hỷ đó, cõi diệu hỷ đó. Và như vậy thì Di Ma Cật đã dùng thần thông và nắm lấy cái cõi diệu hỷ để trong lòng bàn tay mình mang đến cho Pháp hội xem. Ở đây chúng ta tưởng tượng đi là giống như cái mô hình vậy đó. Khi mà Ngài Di Ma Cật nghe Đức Thế Tôn bảo là như vậy thì là Ngài mới dùng cái thần thông của mình nắm cái cõi diệu hỷ đó mà để lòng bàn tay. Có phải quý vị lấy cái mô hình để lên lòng bàn tay không? Và trong đó quý vị nhìn thấy là tất cả những cái mà gì, lầu đài, cung điện gì gì đó nằm trong bàn tay mình, giống như bây giờ mà mô hình của quý vị mà để mà làm một cái công trình gì đó, chúng ta làm những cái mô hình nhỏ như vậy, và trong cái công trình đó bao nhiêu mét thì bằng những cái cự ly một nhỏ thôi, một phần nhỏ thôi, để chúng ta
làm ra những cái mô hình như vậy. Thì như vậy đây chính là cái mà Ngài Dư Ma Cật dùng thần thông để mà gươm cái cõi diệu hỷ đó để lòng bàn tay cho mọi người, cho mọi người được được chiêm ngưỡng cái cõi đó. À, như vậy chúng ta tưởng tượng là chúng ta Ngài Dư Ma Cật đang đặt cái mô hình trên bàn tay của mình và chúng ta nhìn thấy được cái cõi diệu hỷ đó ha. Và sau khi mà thọ ký cho những người trong pháp hội được tái sanh vào trong cái Phật độ diệu hỷ này, thì Ngài Dư Ma Cật lại làm gì? Mang cái cõi diệu hỷ này được đặt trở về chỗ cũ. Có nghĩa là giống như cầm lên cho mọi người nhìn thấy, sau đó đặt trở về chỗ cũ. Và kế đến thì Đức Phật lại nhấn mạnh đến công đức đạt được khi hộ trì kinh này. Thì như bao nhiêu các kinh khác, sau khi mà Đức Phật chúc lụy cho người sau này thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép kinh, hầu như là bất cứ kinh nào, kinh Dược Sư cũng vậy, kinh Pháp Hoa cũng vậy, kinh Di Ma cũng vậy, đều được Đức Phật đúc kết lại bằng cái phẩm chúc lụy là những sau này những ai mà thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép kinh Di Ma sẽ được công đức gì gì đó. Và như vậy thì lúc bây giờ Đức Phật nhấn mạnh đến công đức đạt được khi mà hộ trì kinh này. Và hầu như là hộ trì kinh thì quý vị biết là như là trong kinh Pháp Hoa cũng nói, mình chỉ đọc tụng 4 câu kệ thôi trong kinh Pháp Hoa thì công đức cũng là vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Đến độ mà Đức Phật ví dụ như một người mà đem thất bảo mà bố thí cho biết cho nhiều người, rồi đổ cho họ thành được quả vị, chứng được quả vị, nhưng mà vẫn không bằng cái công đức của người mà nghe kinh và nghe kinh Pháp Hoa 4 câu. Hay là kinh Kim Cang cũng vậy, quý vị thấy là người mà thọ trì, đọc tụng, giả nói kinh Kim Cang cũng được công đức bất khả tư nghị bằng người mà đem tiền của bố thí cúng dường. Như vậy thì quý vị thấy là mặc dù là nói phước huệ song tu, nhưng mà nếu chúng ta chỉ tu phước mà không tu huệ thì chúng ta sẽ cũng không thể nào gọi là thành tựu viên mãn được. Cũng giống như là chim đại bàng vậy đó, chỉ có một cái cánh thôi, một thì cũng không thể nào bay lên vùng trời xa được, mà phải là có đôi cánh, một bên là phước, một bên là huệ, mới có thể là làm cho chúng ta bay vào trong cái bầu trời xanh mà không phải bị chướng ngại gì hết. Nhớ lại có một câu chuyện của hai vị tỳ kheo, thì hai người đó là huynh đệ, nhưng mà một người thì chuyên tu phước, một người thì chuyên tu huệ. Người chuyên tu phước thì hầu như nơi nào có người nghèo khổ, gặp nạn hay là bão lụt thì là đều đến để mà giúp đỡ, bố thí. Và cái vị tỳ kheo mà tu phước đó rất là năng nổ, rất là nhiệt tình, rất là xông pha, cống hiến, răng xả vào trong cái việc làm thiện nguyện của mình. Thế nhưng mà rồi thì là do cái những cái mà ngày tháng đi làm quỷ lạo đó, thầy lại không có thời gian để tu tập, không có tụng kinh bái sám, không thâm thiền nhập định, cho nên cũng đã mất đi cái phần mà tu tập của mình. Thế thì rồi còn một ông sư huynh thì lại chuyên môn tu thiền, tham thiền nhập định, bái sám tụng kinh, nói chung là nhập thất, thầy tu rất là tinh tấn, nhưng mà thầy không hề đi bố thí cho ai, không giúp đỡ cho ai. Và như vậy cho nên là sau đó một đời tu tập của hai vị tỳ kheo này cũng mãn nguyện và hai vị đều qua đời. Thì cái vị mà sư huynh đó chuyên môn tu thiền thì lại tái sanh trở lại, cũng là một nhà sư, cũng tu tập và cũng tu tập rất là tinh tấn cho đến khi ngài chứng được quả vị, trở thành một vị Bồ Tát. Nhưng mà rồi thì ngài đi khất thực thì hầu như là ít có người cúng dường, bởi vì ngài hồi tiền kiếp của mình, nhiều kiếp trước của mình đã tu tập là tu trí tuệ, cho nên chỉ phát huy trí tuệ thôi, ngài không có dư dương bố thí với người khác. Cho nên khi ôm bát đi khất thực thì thường khi là ôm bát không quay trở về. Và như vậy thì quý vị biết là kết quả của ngài là chỉ biết nhịn đói thôi. Thế thì rồi còn cái người em thì do đi làm từ thiện, đi làm phước quá nhiều như vậy, rồi không có thời gian để mà tu tập cho bản thân mình. Khi chết, tái sanh lại, trở thành là con voi ở trong hoàng cung của vua Thái Lan. Ở trong hoàng cung của nhà vua. Thế thì con voi này nó do cái phước báo của nó, cho nên nó được người hầu kẻ hạ.
và sống rất là tự tại, rất là ung dung. Và như vậy thì một con voi như vậy mà con voi của nhà vua nữa, thì quý vị biết là khi mà nhà vua ra đường hay là đi thị sát dân tình đó, thì là con voi này được trang trí rất là đẹp, rồi thì châu ngọc anh lạc gì trải đầy trên người nó, bởi vì nó chính là gì, cái thể diện của nhà vua mà, cho nên người ta trang trí con voi này rất là đẹp, rồi sữa uống cũng có người chăm, rồi tắm rửa cho nó hàng ngày. Thế thì nó sống một đời của con voi nó rất là coi như là được sung sướng, người hầu kẻ hạ. Thế rồi một ngày nọ, nhà vua mời vị thiền sư vào trong cung để thuyết pháp, là cái vị sư huynh đầu thai là người đó quý vị. Vị sư huynh đầu thai lại rất là giỏi, tu tập rất tốt. Nhà vua mời đến, nghe danh đồn vị thiền sư này rất là giỏi, cho nên mời về cung thuyết pháp. Thì khi mà đi ngang qua cái chỗ con voi này thì ông sư huynh đầu tiên nhìn với con mắt huệ của mình, nhìn biết người này chính là sư đệ của mình ngày xưa. Và thế là vị sư huynh này nói nhỏ vào lỗ tai con voi. Không biết sao khi sư huynh này vào trong cung thuyết pháp xong ra về đó, thì con voi này bắt đầu nó bỏ ăn. Và sau chẳng bao lâu sau thì nó chết. Thì lúc bây giờ đó, mọi người bảo rằng vị sư huynh đó thiết đi ngang vào con voi và nói với nó rằng, dù em có được người hầu kẻ hạ đi chăng nữa, thì ngay cái bây giờ cuộc đời của em từ một người xuất gia, em đã phải quay trở lại làm kiếp thú như vậy, rất là uổng một đời tu tập của mình. Cho nên hãy buông bỏ cái thân xác này đi, hãy xả bỏ những cái gì mà chấp niệm của mình đi, để rồi trở về với cái thân phận người xuất gia để tiếp tục tu tập. Chớ còn như vậy lãng phí một kiếp người. Và con voi nó nghe được điều đó, nó giác ngộ và nó chịu buông bỏ cái xác thân hiện giờ. Cho nên người ta nói là tu huệ không tu phước, Bồ Tát khất bát không, tu phước không tu huệ, voi hồng treo anh lạc. Là như vậy. Người Hoa họ có một bài kệ đó. Bài kệ có nghĩa là tu huệ không tu phước thì Bồ Tát khất bát không. Là vì Bồ Tát này đi khất thực về chỉ là cái bát không thôi, bởi vì mình không gieo duyên với bá tánh. Còn cái vị mà tu phước không tu huệ thì voi hồng treo anh lạc. Cái vị mà coi như là chỉ biết tu phước, không biết tu huệ, cho nên làm con voi được treo đầy trên người mình vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Nhưng bản thân nó đâu có biết hưởng cái gì, mà chỉ là để cho người ta ngưỡng mộ thôi. Và để tôn tạo cái gọi là cái thể diện của ông vua thôi, chứ nó không được hưởng cái gì. Và thế là đó là cái mà cho chúng ta thấy là phước huệ phải song tu mới hoàn thiện được cái con đường tu tập của mình. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy là khi mà ở trong kinh này Đức Phật bảo cho chúng ta thấy là khi mà người mà truyền, mà đọc tụng, giải nói, biên chép kinh này sẽ được cái công đức bất khả tư nghị. Cho nên là kinh này được Đức Phật yêu cầu thọ trì và truyền bá rộng rãi vì sao? Như vậy, câu chuyện trong kinh Minh Quả rất sống động, rất sinh động cách sống của người Phật tử để nhắm đến giải thoát và cách áp dụng tri kiến và tính không trong cuộc sống hàng ngày. Thì đây là cái mà câu chuyện trong kinh. Như hồi nãy nói là kinh có mười mấy phẩm, thì mười mấy phẩm đó đều nói lên, đều mỗi một phẩm đều là một câu chuyện, và một câu chuyện được chuyển từ cái bối cảnh này sang bối cảnh khác, từ cái tình tiết này sang tình tiết khác, và mỗi một lúc cái cao trào câu chuyện đi đến đỉnh điểm để cho câu chuyện càng gây sự chú ý và hấp dẫn cho cái người đọc. Như vậy chúng ta tiếp tục vào cái phần tính đối thoại trong kinh Duy Ma. Cao trào lên xuống trong tình tiết kinh Duy Ma tràn đầy sức kịch tính, mà bối cảnh biến hóa cũng nhiều, dễ khiến người ta liên tưởng đến kịch. Thật ra đặc tính kịch của kinh Duy Ma do dùng cách tưởng tượng, cách tường thuật khách quan, xử lý đối thoại và ghi nhận hành động. Nhưng mà đặc biệt, quý vị để ý là trong cái kinh điển, mặc dù là chúng ta thấy là những cái tính chất, đặc tính văn học ở trong kinh điển có thể là có nhiều khi miêu tả về bối cảnh, miêu tả về câu chuyện, nhưng cái quan trọng là nó không có miêu tả về tâm lý nhân vật. Nó không phải là những câu chuyện tiểu thuyết mà chúng ta thấy là chỉ cần người ta diễn tả vài ba nét, là vài bao hàng là chúng ta có thể tiện tưởng tượng ra được cái nhân vật này họ như thế nào. Hoặc giả có thể là tả cái nét mặt của nhân vật thôi để chúng ta thấy được là cái nhân vật này là chính diện hay phản diện. Nhưng ở trong những cái
cái kinh điển thì chúng ta có thể nhìn ở góc độ văn học của nó, nhưng mà văn học có miêu tả, nhưng mà miêu tả cảnh hay là miêu tả những cái mà gọi là thần biến, miêu tả những cái mà thần thông biến hóa của cái nhân vật, nhưng họ không có miêu tả về tâm lý nhân vật, cho nên nó đặc biệt, nó khác những cái tác phẩm mà truyện hay là văn học bên ngoài, tiểu thuyết bên ngoài là như vậy. Rồi ở trong kinh Di Ma chúng ta sẽ thấy là tính đối thoại trong kinh Di Ma rất phổ biến, được diễn ra rất rõ qua sự vấn đáp giữa người Di Ma Cật nè và các vị tôn giả khác như Xá Lợi Phất, Văn Thù Sư Lợi. Và trong đây chúng ta sẽ thấy trong kinh Di Ma còn có đoạn Văn Thù Bồ Tát hỏi là Bồ Tát muốn nương vào sức công đức của Như Lai nên trụ vào đâu? Nên trụ vào việc độ thoát tất cả chúng sanh. À, và có đoạn thiên nữ nói với tôn giả Xá Lợi Phất, chớ bảo hoa này không như pháp, vì hoa này nó không phân biệt, chỉ vì trí nhân ngã phân biệt mà thôi. Nếu người xuất gia ở trong Phật Pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt thì là như pháp. Ở đây chúng ta thấy là tại vì tiền mà thiên nữ á, rải hoa cúng dường, ngài Xá Lợi Phất đưa tay phủi, ngài Xá Lợi Phất đưa tay phủi cái hoa rải trên y của ngài, để nó vướng vào trong cái y của ngài, ngài phủi. Thì cô thiên nữ này cũng mới hỏi là vì sao ngài phủi, thì ngài bảo là tại vì hoa nó dính trên người cho nên phủi, vì hoa này không có như pháp. Cho nên cô thiên nữ này có bảo là hoa, chớ bảo hoa này không như pháp, mà hoa này nó không có phân biệt, có nghĩa là nó rơi xuống thì nó cứ bám, nó không có phân biệt. Mà bởi vì có người phân biệt cho nên là thấy hoa này không như pháp. Mà nếu người xuất gia ở trong Phật Pháp mà có phân biệt thì là không như pháp, nếu không phân biệt mới như pháp được. Và như vậy thì nàng thiên nữ này mới bảo ngài Xá Lợi Phất này, ngài hãy nhìn xem coi cái, nãy giờ trong xung quanh cả cái hội trường này có ai bị hoa nó bám trên người như ngài không. À, và ngài Xá Lợi Phất quay đầu nhìn thì thiệt rõ ràng là ai cũng đang để ý nghe ngài Văn Thù Sư Lợi và ngài và Di Ma Cật đàm đạo, chứ đâu có ai mà để ý. Chỉ có ngài Xá Lợi Phất là để ý, cho nên thấy hoa này bám trên người rồi phủi thôi, và cho rằng nó không như pháp. Như vậy là rõ ràng. Hồi xưa các vị bảo là do tự bất tí nhân nhân tự tí, hoa mất bất mê nhân nhân tự mê. Rõ ràng là rượu không phải làm say người, nhưng mà người tự say. Bản thân cái ly rượu nó để đó, cái chai rượu nó để đó, nó đâu có làm say ai. Tại mình uống vào mình mới bị say. Cho nên mình đổ thừa tại rượu làm say người chứ đâu có. Hoa cũng vậy. Hoa bản thân nó không có làm mê người. Nhưng mà do mình thấy hoa rồi mình mê, mình thích. Mình nói tôi thích hoa mà, hoa hồng, hoa lan, hoa cúc, hoa gì đó. Thì đệ tử mình thích rồi hái về, thích rồi mua về. Chứ thật sự hoa nó bản chất của nó không có làm mê người. Thì ở đây hoa này nó không phải là không như pháp đâu, mà nó không có phân biệt. Thì mà không phân biệt thì chính là như pháp đó. Còn nếu mà mình có phân biệt thì mình không như pháp. Và vì vậy cho nên là đừng bảo hoa này không như pháp. À, cho nên ở đây chúng ta thấy. Và trong phẩm Bất Khả Tư Nghị thì có đoạn tôn giả Xá Lợi Phất thấy việc nhà của Di Ma Cật trống không, hồi nãy chúng ta có nhắc sơ đó. Ở đấy thì ông ta suy nghĩ là nhà không có đồ đạc gì, thì Bồ Tát và Tinh Văn đến đây đông như vậy thì ngồi ở đâu? À, như vậy thì cư sĩ Di Ma Cật biết được điều này bằng hỏi thế nào? Nhân giả, vì pháp mà đến hay vì giường ngồi mà đến? Và ngài Xá Lợi Phất bảo rằng tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì giường ngồi. Nói cái này là hơi miễn cưỡng, bởi vì rõ ràng là đang suy nghĩ là ngồi chỗ nào đi mà. Phải không nào? Rồi ngày cư sĩ Di Ma Cật lại hỏi là Xá Lợi Phất là người cầu pháp thân mạng còn không tiếc, huống gì là giường ngồi. À, có phải là quý vị thấy là cư sĩ Di Ma Cật rất là biện tài. À, chỉ nói một cái khởi niệm lên là hiện giờ trong nhà này không có giường ngồi, không có chỗ ngồi, làm thế nào để mà ngồi nghe pháp đây, thì bị vấn nạn liền tức khắc. Và cái này cũng có một cái là gì, biết được cái gọi là tâm niệm của người khác. Giống như bây giờ mình tiếp xúc với bao nhiêu người, mình biết được tâm của người đó đang nghĩ gì về mình, thì quý vị nghĩ là rất là dễ sợ, đúng không nè? Và như vậy thì khi mà thấy như vậy thì hỏi như vậy, người cầu pháp thân mạng còn không tiếc thì huống gì là giường ngồi. Có nghĩa là khi mình cầu pháp thì đến đây ngồi trên ghế hay là ngồi ở đâu cũng được, ngồi dưới đất cũng được, miễn là nghe được pháp thì được rồi, thân mạng còn không tiếc nữa mà, hà huống gì cái chỗ ngồi. Và như vậy quý vị thấy cuộc nói chuyện của họ càng lúc càng gây cấn. Và như vậy chính là cái mà cái tính văn học nó ngay trong cái lời đối thoại, ngoài cái việc mà có thể trình bày cái giáo lý nằm bên trong cái câu chuyện nói, cái
cái câu nói mà còn có thể là nó mang một cái tính nhấn mạnh ở trong đó, và làm cho chúng ta thấy là cái cuộc đối thoại càng lúc càng 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 hấp dẫn. Và tự nhiên chúng ta cảm thấy là có một cái gì đó được được lồng vào trong những cái lời nói để bày tỏ những cái giáo lý của mình ở trong đó, hay là cái ngộ Phật pháp ở trong đó. Và chúng ta thấy là ngài đúng là như vậy, khi mà mình cầu pháp thì thân mạng còn không cần nữa, không tiếc nữa thì huống gì cái chỗ ngồi. Và pháp mà là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, đó là nhiễm đắm không phải cầu pháp. Mà bắt đầu ngài Duy Ma Cật chúng ta thi triển cái biện tài vô ngại của mình, phải không nào? Pháp là không nhiễm, nếu mà có nhiễm đắm thì không phải cầu pháp. Pháp không có tướng, mà nếu có nhân tướng thì biết đó không phải là đó là cầu tướng chứ không phải cầu pháp. Và như vậy thì là bắt đầu ông cư sĩ của chúng ta thi triển cái biện tài của mình. Và lúc bấy giờ hầu như là ngài Xá Lợi Phất coi như là không nói được luôn. Như vậy thì pháp không thể trụ, nếu trụ nơi pháp là không phải cầu pháp. Pháp không thể thấy nghe, pháp không thể thấy nghe hay biết, mà làm theo thấy nghe hay biết là không phải cầu pháp. Như vậy quý vị thấy là cứ làm mỗi một mức độ, mỗi một trong câu nói của ngài cư sĩ Duy Ma Cật là cứ mỗi một lúc là nhấn mạnh một cái phạm trù. Pháp là vô vi, nếu làm hữu vi không phải cầu pháp. Mà quý vị thấy là cái rất là mạnh mẽ. Rồi chúng ta thấy trong phẩm quán chúng sanh này, nhà văn Thù Sư lại hỏi trưởng giả, hỏi cư sĩ Duy Ma Cật, Bồ Tát quán sát chúng sanh như thế nào? Ví như nhà huyễn thực thấy người huyễn của mình hóa ra. Như vậy, Bồ Tát quán chúng sanh cũng như vậy. Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong gương, thấy ánh nắng giận như mây giữa hư không, như bọt nước, như cây chuối bền chắc, như chớp dừng lâu, như tập khí phiền não của Phật, và như người mù thấy sắc tướng, vân vân. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là vừa rồi thì ngài Xá Lợi Phất bị vấn nạn, bị nói. Như vậy tới đây thì ngài Văn Thù Sư Lợi khi mà hỏi thì Bồ Tát quán sát chúng sanh như thế nào, thì ngài Duy Ma Cật, ông Duy Ma Cật nói một cách như là một người huyễn thực mà thấy người huyễn của mình tạo ra, giống như là một người làm ảo thuật vậy đó. Giống như người làm ảo thuật thấy cái người mà do mình là ảo thuật, mình làm ra ăn ảo thuật, mình biến ra đó, giống như vậy. Và Bồ Tát quán chúng sanh cũng như vậy, như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong gương, thấy nắng giận. Tất cả những cái này đều là những cái ví dụ cho chúng ta thấy là cái mà thấy nhưng mà thực sự không phải là cảnh thiệt. Giống như khi mà mình bị bệnh đau mắt đó, thì mình nhìn thấy qua đốm trên hư không. Rồi đi trên đường mình thấy nắng bóng nó trên mặt đường, mình cứ tưởng là nước đầy trên đường, nhưng mà thực ra đi đến gần thì không có thấy, mà toàn là đường nhựa do cái ánh nắng nó phản xạ xuống, nó chiếu xuống làm cho mình có cảm giác như vậy. Đây là những cảnh giả. Và Bồ Tát quán chúng sanh, quán sát chúng sanh giống như là nhìn thấy giống như là một vị ảo thuật nhìn thấy những cái tác phẩm ảo thuật của mình vậy đó, rất là rõ. Và nó thấy giống như là thấy rất rõ và cũng thấy nó không thật, giống như tập khí phiền não của Phật. Làm gì Đức Phật làm gì còn phiền não, cho nên là thấy nó là những cái giả không thật. Rồi như người mù thấy sắc tướng, người mù đã mù thì làm sao thấy được sắc tướng. Cho nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng đến những cái điều mà Duy Ma Cật nói là những cái mà trả lời để cho chúng ta thấy cái phạm trù mà gọi là giả, thấy những cái mà dường như thật nhưng mà thực sự không phải giả. Và cái điều này chúng ta lại thấy là trong Kinh Kim Cang cũng nói á, dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thiện nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, là như vậy. Tất cả những gì mà mắt tai mình nhìn thấy, mắt tai vân vân của mình nhìn thấy nghe được, nó chỉ là một cái giai đoạn nào đó thôi, chứ không phải là cái vĩnh hằng. Và cái mà chúng ta thấy là như là mây giữa hư không, hay là hoa đốm giữa hư không, như bọt nước, tất cả những cái này đều có là do duyên, không phải là thực. Rồi chúng ta lại thấy có một cái đoạn ngài Xá Lợi Phất nói với thiên nữ, vì sao khô không chuyển thân nữ thành thân nam đi? Và thiên nữ đáp rằng, 12 năm nay tôi kiếm mãi cái tướng nữ nhân ấy nhưng không được, tại sao phải chuyển? Ví như nhà huyễn thực quá ra một người nữ huyễn. Nếu có người hỏi rằng sao không chuyển thân nữ đó đi, vậy người đó hỏi có đúng không? Và như vậy ngay chỗ này chúng ta sẽ thấy là cuộc nói chuyện này của ngài Xá Lợi Phất và thiên nữ. Và như vậy thì là rõ ràng là khi mà ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy cô thiên nữ này có tướng nữ, bảo là tại sao không chuyển đi.
Và cô trả lời rất là rõ ràng là 12 năm nay tôi tìm cái tướng nữ mà tìm không được là không được. Thì làm sao về, vì sao phải chuyển, tại sao phải chuyển? Rồi cô lại bảo là ví như có một cái người, một nhà ảo thuật biến ra một cái người mà gọi là người huyễn đó đó, người giả đó. Và có người hỏi là sao không chuyển thân đi? Thì làm sao mà chuyển, và người đó hỏi như vậy có đúng hay không? Thì người sau đó là Phật nghe hỏi thì trả lời là không đúng, huyễn hóa không có tướng nhất định, còn phải chuyển đổi gì nữa. À, chính Ngài Xá Lợi Phất trả lời cái câu này. Và câu này chính là cái câu mà người thiên nữ muốn trả lời đó, muốn cho Ngài Xá Lợi Phất trả lời để mà cho mọi người thấy được. Rồi thiên nữ đáp là tất cả pháp cũng như vậy, không có tướng nhất định, tại sao họ lại hỏi là không chuyển thân nữ. Rồi sau đó thì thiên nữ dùng thần thông biến Ngài Xá Lợi Phất thành ra thiên nữ và lại hóa mình giống như Xá Lợi Phất, mà hỏi tại sao Ngài không chuyển thân nữ đó đi. À, có nghĩa là hồi nãy thân người ta người nữ, thì Ngài Xá Lợi Phất bảo là sao không chuyển đi. Bây giờ cô ta biến Ngài Xá Lợi Phất trở thành thân thiên nữ của nàng ấy. Thì nàng ấy hỏi là sao Ngài không chuyển đi, không chuyển thân nữ đó đi. Thì như vậy Ngài Xá Lợi Phất bảo là ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà như vậy. À, và cô ta trả lời là thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu Ngài chuyển được thân đàn bà ấy thì tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được. Như Xá Lợi Phất không phải người nữ mà hiện thân nữ thì tất cả người nữ cũng như thế, tuy hiện thân nữ mà không phải người nữ đâu. Vì thế Phật nói tất cả các pháp không phải đàn ông, không phải đàn bà. Lúc bây giờ thì thiên nữ lại thu nhiếp thần lực và thân Xá Lợi Phất trở lại như cũ. À, thiên nữ lại hỏi Ngài, hỏi ngược lại Ngài Xá Lợi Phất, tướng đàn bà bây giờ đâu rồi? Ngài Xá Lợi Phất bảo là tướng đàn bà không ở đâu mà ở tất cả. Và thiên nữ nói tất cả pháp cũng như thế, không ở đâu mà ở tất cả. À, như vậy đây là chỉ là cái mượn cái tướng đàn bà và đàn ông để nói thôi. À, như vậy thì chúng ta thấy là trong kinh Pháp Hoa cũng vậy, long nữ ở không nào thành Phật, thì rõ ràng đây cũng là gì, một cái dạng mà chuyển đổi. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất thấy có tướng người nữ, trong kinh Pháp Hoa cũng nói như vậy. Bởi vì rõ ràng là bảo là nàng long nữ 8 tuổi thôi mà thành Phật, thì bảo là người nữ không thể làm Phật, không thể làm chuyển lên thánh vương, không thể làm ma vương gì đó. Thì cuối cùng thì là làm sao mà nàng có thể thành Phật được? Thì đây chính là cái tướng mà người chấp vào có tướng nam tướng nữ. Ở đây chúng ta thấy là Bồ Tát không có tướng nam tướng nữ. Tướng nam tướng nữ chỉ là một đời, có thể là đời này mình là nữ, đời sau mình chuyển thành nam. Đời này mình nam, đời sau mình chuyển nữ. Cái đó là do nhân duyên hay là do hạnh nguyện, do công đức tu tập của mình. Và đặc biệt là cái hạnh nguyện mình, nếu mà có vị nguyện làm người nữ thì có thể là nhiều đời nhiều kiếp người ta làm người nữ để người ta độ người nữ, cái chuyện đó cũng không nói. Nhưng mà ở đây chúng ta lại thấy là nàng thiên nữ này rất là lém lĩnh, là biến Ngài Xá Lợi Phất thành thân mình, thân nữ của mình, và ngược lại nàng chuyển thành thân nam tử của Ngài Xá Lợi Phất, là một cái câu chuyện rất là đặc biệt. Qua câu nói của hai người, đàm thoại của hai người, đối thoại của hai người đã làm cho chúng ta thấy là Phật Pháp đang nói sao? Phật Pháp cũng như thế, không ở đâu mà ở tất cả. Chính là Phật Pháp không có tướng, mà đã không tướng thì là vô vi. Như hồi nãy nói đó, Đức Phật nói là Phật Pháp vô vi. Thế nhưng mà không phải là vô vi, vô bất vi, mà vô vi là cái mà chúng ta không chấp vào. Ở đây, Phật Pháp không có tướng nam nữ, hay là Bồ Tát không có tướng nam nữ, hay là tất cả những cái tướng nam nữ mà chúng ta hiện ra nơi cuộc đời này chỉ vì cái nhân duyên thôi. Và như vậy thì trong kinh này chúng ta thấy là sử dụng rất là nhiều câu đối thoại làm cho người đọc tụng nàng nghiên cứu lãnh hội được thâm ý của Phật Pháp. Như vậy là qua những cái câu chuyện còn rất là nhiều trong các phẩm khác, mười mấy phẩm này, chúng ta thấy là như hồi nãy trình bày từ đầu á, là có khi là Ngài Xá Lợi Phất nói với Di Ma Cật, có khi thì là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với Di Ma Cật, có khi thiên nữ nói với Ngài Xá Lợi Phất, vân vân. Câu chuyện của họ, câu hỏi đối thoại của họ đều trình bày cái giáo lý mà họ thẩm thấu được, hoặc cho người đọc qua cái những cái câu đối thoại của họ có thể thấy được cái Phật Pháp ở trong đó. Trong cái Kinh Di Ma này không có phần thi kệ, không có những bài thơ, những bài kệ, cho nên chúng ta không có trình bày tính văn học trong thi kệ ở trong đặc tính văn học qua thi kệ ở trong kinh này. Thế thì phần này thì chúng ta sẽ đi vào kết luận là Kinh Di Ma là một bộ kinh đưa mọi người quay về với thời Phật, một lối thể hiện nét đẹp cao quý của tinh thần giáo lý Đại Thừa, phát họa hình ảnh lý tưởng của một Bồ Tát cư sĩ. Dù chưa xuất gia thọ giới nhưng đạt được một cái trình độ tu chứng cao thâm dưới hình thức một cư sĩ bình thường,
và sống một cuộc đời của vị Bồ Tát. Hình ảnh cư sĩ Duy Ma Cật với tấm lòng chí đạo không hề thua kém hàng xuất gia. Duy Ma đã đạt được bản tâm thanh tịnh và sống với thực tướng các pháp, nhưng Ngài thể hiện là cuộc đời này tùy thời, tùy lúc, tùy duyên mà thị hiện và biến hiện trong cuộc sống để từng bước dìu dắt mọi người tiến gần đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên dù khoác trên mình chiếc áo cà sa hay là cư sĩ, chúng ta đều nhận lãnh cái ý chỉ của Phật là hội nhập vào đời. Và đây là tinh thần bình đẳng của Phật giáo để nêu lên tính là tất cả chúng sanh đều có Phật tính. Và như vậy, cư sĩ Duy Ma đã nhắc nhở cho hàng xuất gia lấy trí huệ làm nền tảng đạo đức giác ngộ, lấy cuộc đời làm môi trường sinh hoạt đấu tranh để chuyển hóa ba độc trong lòng mình và người, để thực hiện cái lý tưởng lấy chốn nhân gian để chứng minh, chứng nhập thực tại, đem đạo vào đời, góp phần xây dựng ngôi nhà chánh pháp và xã hội ngày một tốt đẹp, lành mạnh, để cho ánh sáng chánh pháp lưu truyền mãi ở chốn nhân gian. Thì đó là cái phần mà kết luận của cái kinh tính văn học trong kinh Duy Ma. Và câu hỏi của chúng ta chính là trình bày đặc tính văn học trong kinh Duy Ma qua hình ảnh người cư sĩ Duy Ma Cật. Đó là câu hỏi của bài này. Dạ, quý vị ghi lại câu hỏi đi ạ. Dạ, mơ Phật, quý vị có thắc mắc gì không ạ? Mơ Phật, Ni sư có thể cho chúng con xin tiếp bài giảng được không ạ? Dạ, sao ạ? Ni sư có thể cho chúng con xin tiếp bài giảng được không ạ? Dạ, chút nữa gửi qua cô Ngọc Thanh cái cổ gửi lên cho quý vị. Dạ. À, nếu mà quý vị không có dạ. Dạ tôi cho con hỏi câu này. Dạ. Dạ alo. Dạ dạ nghe ạ. Dạ xin hỏi đi ạ. Dạ. Dạ xin ni sư cho con hỏi là cái hình ảnh dạ hình ảnh sĩ Duy Ma này ni có thật. Vì sao hỏi có thật hay không? Là phải nhân vật lịch sử hay là dạ. À, có người thì bảo là không phải, là một nhân vật có thật. Có người bảo đó là nhân vật lịch sử. Nhưng cái vấn đề là chúng ta thấy là qua cái hình ảnh người cư sĩ Duy Ma Cật này chúng ta học được cái gì? Vậy thì được rồi. Chẳng hạn như bây giờ có người hỏi là kinh Địa Tạng, có bảo là có vị cho là ngụy kinh. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy là khi mà tháng 7 chúng ta cũng vẫn có nhiều chùa, hầu như là 10 chùa rồi, đã hết 10 chùa đều tụng kinh Địa Tạng. Như vậy, mặc dù là nói ngụy hay là không ngụy gì không cần biết, cái đó là để cho những nhà mà học giả nghiên cứu về lịch sử người ta khẳng định. Còn ở đây chúng ta thấy có cái lợi ích thiết thực gì khi mà tụng kinh Địa Tạng? Và nó khi mà tụng kinh Địa Tạng chúng ta có được cái tâm như thế nào? An hay không an? Thành tựu hay không thành tựu trong tu tập? Và ngay rõ ràng là trong kinh đó chúng ta sẽ thấy được cái gì? Những cái tội nghiệp khi mà chúng ta làm sai, chúng ta sẽ bị cái quả báo gì, rõ ràng trong kinh đã nói. Và như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy người cư sĩ Duy Ma Cật này có thật hay không có thật. Ở chỗ này chúng ta sẽ thấy là không cần phải biết người này có thật hay không thật. Kinh điển nói thì dĩ nhiên trong đây không phải tự nhiên mà họ muốn dựng lên một câu chuyện, một con người nào đó để nói. Phải không nào? Và như vậy thì chúng ta học ở chỗ này, chúng ta qua cái hình ảnh người cư sĩ này, chúng ta lại thấy được cái điều gì ở đây. Và giả sử nên mình cho là có thật, thì thật một người cư sĩ tu tập rất tốt. Chúng ta hồi nào tới giờ chúng ta cứ quan niệm là người xuất gia là phải được, phải như thế này thế kia, mới có được quyền như thế này thế kia, được nhận của cúng dường, được tu tập thiền định, được này kia vân vân. Chứ còn người cư sĩ thì chỉ biết là gì? Là hộ pháp thôi, hộ trì tam bảo thôi. Trước khi mà cái tu tập của họ cũng không đạt được cái gì. Và chúng ta đó là một cái chấp sai lầm. Và giả sử như một người cư sĩ bình thường họ có thể tu tập được, bởi vì đã nói rồi tất cả chúng sanh đều có Phật tính, thì dù là cư sĩ hay là xuất gia chúng ta tu tập đều được. Thì tại sao ở đây chúng ta phải thắc mắc là người này có hay không có? Và sắp tới này nè, bây giờ đang nói về một cư sĩ nam, thì sao chúng ta sẽ nói về Thắng Mang phu nhân? Vậy thì quý vị cũng sẽ thắc mắc là người này, cái bà phu nhân này có thật trong lịch sử hay không nữa nè. Và thưa rằng có đó chứ không phải không có đâu. Có thể là không phải chỉ ông Duy Ma Cật thôi, mà nhiều người cư sĩ thời của Đức Phật có rất là nhiều người tu tập tốt. Như đó hồi nãy con nhà trò có thưa là như ông mà gì Cấp Cô Độc đó quý vị. Khi mà không biết Phật Pháp thì thôi, họ có thể tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng. Nhưng một khi họ biết Phật Pháp, biết Đức Phật và Tăng Luận rồi, họ phát tâm tu tập và tu tập một cách rất tinh tấn. Thì như vậy, Duy Ma Cật chỉ là một hình ảnh một cư sĩ để đại diện cho bao nhiêu người cư sĩ thôi.
cho nghĩ rằng phải có mới nói, chứ không lý do nào mà một quyển kinh này chỉ là một kinh ngụy. Và giả sử có ngụy đi chăng nữa thì chúng ta hiểu ở góc độ ngụy, nhưng mà mục đích gì? Không phải ở kinh này muốn đè bẹp người xuất gia đâu, quý vị đừng có nghĩ là như vậy. Không phải muốn đè bẹp người xuất gia hay là phỉ báng người xuất gia, mà thực sự kinh này để cho chúng ta thấy là người cư tư sĩ mà tu tập tốt được như vậy thì người xuất gia còn có tu tập, có cái điều kiện, có cái điều kiện để mà tu tập tốt hơn nữa. Bởi vì người cư sĩ người ta bận bịu bởi cơm áo gạo tiền mà người ta tu như thế này, thì chúng ta là người xuất gia thì chúng ta sẽ có một cái gọi là điều kiện tốt để mà chúng ta tu. Cho nên trò nghĩ là cái nhân vật này chỉ là một nhân vật đại diện cho bao nhiêu người cư sĩ tu học tốt đó. Trò nghĩ là như vậy. Còn cái mà có thật hay không có thật dành cho những nhà mà nghiên cứu lịch sử đây, người ta sẽ tìm hiểu. Và dần theo cái thiện ý của trò thì người này phải có thật trong lịch sử chứ không phải tự nhiên đâu. Dạ, A Di Đà Phật. Nói như vậy được chưa? Dạ, dạ con cảm ơn ni sư. Con nắm được cái tính văn học ni sư, nhưng mà kiểu như là con muốn hỏi thêm vậy thôi chứ con không có phản bác gì hết. Dạ dạ. Dạ, dạ cảm ơn ni sư nhiều. Dạ, như vậy quý vị ghi cái câu hỏi để chúng ta về làm ha. Chúng ta nếu mà thích thì làm, thì sau này kỳ sau chúng ta sẽ nói về Thắng Mang Phu Nhân. Đây là một người phụ nữ đại diện cho giới nữ và tu tập cũng rất là tốt, được Đức Phật khen rất là nhiều. Chứ để nói nam cư sĩ tu tốt như ngày Duy Ma Cực thì nữ cư sĩ quý vị sẽ buồn. Sao lại không có người đại diện cho phái nữ để mà tu được Đức Phật ca ngợi ha. Nếu mà không có gì không thắc mắc thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây ạ. Dạ. Và ni sư cho con hỏi câu ni sư vừa cho đó là câu hỏi thi dạ sư. Dạ. Còn nếu mà không thì sau này có câu cái kinh Thắng Mang Phu Nhân, nếu mà bà muốn thì mình sẽ thi về câu thắng của Thắng Mang Phu Nhân. Có nghĩa là cho đó để cho quý vị tham khảo trước, rồi sau này chọn thì còn chọn lại nữa mà. Dạ dạ, con cảm ơn. Dạ, nếu mà không có ấy thì chúng ta hồi hướng nha. Rồi kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp về Thắng Mang Phu Nhân ạ. Dạ, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều rộng thọ Phật đàn. Dạ, A Di Đà Phật chào quý vị. Chúc quý vị một buổi tối an lành và tiến sĩ ân sư. Dạ. Recording stopped. Dạ. 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 Con kính chào quý thầy ạ. Con cảm ơn ni sư. Dạ, chào quý cô.